Nguyễn Thúy Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, khu đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn được người Sài Gòn xem là nơi ở của những người nhà giàu. Vẫn được quảng cáo là đúng tiêu chuẩn quốc tế với 50% dân cư là những người ngoại quốc vào làm việc sinh sống ở trong Việt Nam. Bộ xây dựng của nhà cầm quyền đương thời cũng xem đây là khu đô thị kiểu mẫu. Nhưng với một số đông các chuyên viên về kiến trúc thì sự hình thành của khu đô thị này chính là lý do đưa đến nạn ngập lụt ở trong thành phố Sài Gòn mỗi khi trời mưa. Một bài viết được đăng trên trang điện tử mang tên Nhà đất Phúc An Khang, một trang điện tử chuyên về nhà đất, có giải thích về vấn đề này. Phú Mỹ Hưng và nguyên nhân vì sao Sài Gòn bị ngập. Vì sao Phú Mỹ Hưng là lý do cho thành phố bị ngập? Để biết điều này, các bạn cần hiểu biết thêm địa hình của thành phố. Thành phố này thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng cao nằm ở phía Bắc, Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía Nam, Tây Nam và Đông Nam thành phố có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất là nửa mét. Vậy, Đông Tây Nam Bắc là ở đâu? Khu đô thị Đông, thành phố Đông gồm quận 2, 9 và Thủ Đức. Trước mặt khu Đông chính là 1, 3, 5. Khu đô thị Nam, thành phố Nam gồm toàn bộ quận 7, huyện Nhà Bè và một phần diện tích của quận 8, phần phía Nam trên kênh T và huyện Bình Chánh. Khu đô thị Bắc hay thành phố Bắc sẽ gồm quận 12 và phần lớn huyện Hóc Môn, Đồng Minh là khu vực Gò Vấp, Tân Bình. Cuối cùng là khu đô thị phía Tây gồm quận Bình Tân hiện nay, một phần quận 8 và một phần huyện Bình Chánh. Địa hình Sài Gòn thấp từ Bắc xuống Nam, đồng nghĩa với khu vực Hóc Môn, quận 12 là cao nhất và thấp nhất dần về khu vực quận 7, Nhà Bè. Theo vật lý, nước sẽ chảy chỗ trũng. Nước chảy từ cao xuống thấp. Điều này có nghĩa nước sẽ chảy từ Bắc xuống Nam theo địa hình thấp dần. Vùng phía Nam là vùng thoát nước của thành phố. Khu Nam chính là khu Nhà Bè và khu Phú Mỹ Hưng. Trước đây, khi khu Phú Mỹ Hưng chưa được xây dựng thì nước dễ dàng thoát. Nhưng đến hôm nay, địa hình đã được nâng lên để đầu tư xây dựng đồng nghĩa với việc nước không thoát được và cứ lang thang đi tìm các hồ ga, ao hồ để thoát. Nước không có chỗ thoát thì sẽ tràn ra các quận lân cận. Đấy là lý do các quận 1, 3, 5 bị ngập. Chính vì chỗ đáng lẽ phải thoát nước đã được nâng lên thành khu đô thị rồi. Thành phố thấp từ Tây sang Đông, quận Bình Tân là khu vực ngập nặng nhất, cộng thêm tuyến đường Kinh Dương Vương, cứ sửa sang xuyên suốt. Nhà thành hầm, bụi bay mịt mù càng gây thiệt hại nặng hơn cho người dân ở khu vực này, mới tội nhất. Ngay cạnh bến xe miền Tây, xe ra vào thường xuyên khiến khu này vừa ngập nặng, vừa ùn tắc kẹt xe hàng giờ đồng hồ. Nước mưa ngỡ như đại dương giữa lòng thành phố. Nhưng phía thấp để khu Tây thoát nước là khu Đông với quận 1, 3, 5 lại nâng nền rồi, dẫn đến khu Bình Tân gặp đúng tình trạng như khu trung tâm. Nước không về được phía thấp để thoát, thành ra cứ lơ lửng đợi hố ga. Phía Đông có lợi thế đấy, chính là sông Sài Gòn và các con kênh dọc quanh nó. Nhưng vì sông Sài Gòn và các con kênh giờ phải hứng một lượng nước không thoát được do Phú Mỹ Hưng nâng, vì thế không đủ sức chứa thêm nước từ Bình Tân đưa xuống. Một vòng luẩn quẩn của nước, đấy là lý do vì sao không chống ngập được. Và mùa mưa nào báo chí không có bài để tác nghiệp. Nói đến đây,
ta cũng khó có thể đổ lỗi chỉ tại hệ thống cấp thoát nước của thành phố, mà còn phải nói đến việc thi công đầu tư vô tội vạ, không có kế hoạch và không nghiên cứu. Mạnh chủ đầu tư thi công là làm, còn địa lý như thế nào thì mặc kệ. Để đến khi thiên nhiên đáp trả thì thiệt hại chính là người dân khu vực, là những người như chúng ta đây. Thưa quý vị, tác giả cũng cần phải nhắc đến là những cái công trình này á, đã được nhà nước Việt Nam cho phép thì họ mới xây. Tác giả viết tiếp và cũng hiểu luôn vì sao không khắc phục được. Đấy chính là vì quy hoạch đã lầm lỡ rồi và Phú Mỹ Hưng cũng không thể di chuyển đi nơi khác được. Trong phần kết luận, tác giả viết: hiện tại địa hình Hà Lan cũng thấp hơn địa hình Sài Gòn, nhưng chính phủ họ vẫn khắc phục được. Mấu chốt chính là ở kênh rạch, hồ đập đủ lớn để làm chỗ thoát nước cho thành phố. Vấn đề là chúng ta ai cũng tham lam đầu tư, nâng nền, bán đất. Ai cũng dành nhau từng mét vuông đất để bỏ túi cho mình. Ai cũng thích sang lấp. Khi không ai hy sinh, khi pháp quyền chưa đủ nặng với doanh nghiệp bất động sản, khi chính phủ cũng thoải mái với những dự án mà doanh nghiệp sẵn sàng lót tay, khi ấy thành phố sẽ còn những cơn mưa như hôm nay. Thưa quý vị, đó là những trích đoạn của tác giả Dũng Phan đăng trên trang điện tử Nhà đất Phúc An Khang. Tiến sĩ Trần Đăng Hồng cũng có một bài viết liên quan đến vấn đề này. Ông viết: trước 1975, có 3 dự án quan trọng phát triển thành phố Sài Gòn. Cả 3 dự án này có những điểm chung, đều quy hoạch phát triển thành phố trên vùng đất cao dọc bờ sông và theo hướng Bắc và Đông Bắc, tạo nhiều ao hồ ở vùng trũng để điều tiết lượng nước mưa, tránh ngập lụt cho thành phố. Nhiều sông rạch và hệ thống hầm cống thoát nước chạy tự nhiên theo độ dốc. Đồ án quy hoạch đầu tiên do Đại tá Công binh Coffin đệ trình lên Thống đốc Bona năm 1862. Theo đó, Sài Gòn được thiết lập trên bờ sông có địa hình cao với diện tích 2.500 hectare cho dân số 500.000 người. Để thoát nước tự nhiên theo triền dốc, thiết lập hồ nhân tạo điều hòa nước mưa hay thủy triều đào ở vùng trũng. Hồ này có một số cửa được mở ra để nhận nước sạch từ sông và kinh rạch chảy vào khi nước thủy triều lên. Và bằng cách này, nó sẽ tống nước dơ ra kinh rạch bằng một hệ thống các ống dẫn ra kinh Bến Nghé, Thị Nghè và sông Sài Gòn khi nước triều xuống. Cứ 2 lần một tuần nước chảy vào và xả ra sẽ làm sạch hệ thống nước thải của thành phố. Năm 1943, kỹ sư Puner cùng với kiến trúc sư Sureti công bố kế hoạch chỉnh trang Sài Gòn Chợ Lớn và phát triển thành phố đến tận năm 2000, với dân số dự kiến tăng trên 1 triệu vào năm 2000. Trong kế hoạch này, hai ông đưa ra đề xuất là phải đào một cái hồ ở phía tây đường Lê Văn Duyệt. Đó là đường Đinh Tiên Hoàng ngày nay. Một mặt lấy đất tôn cao nền để xây dựng nhà cửa và điều quan trọng là để chứa nước mưa. Quanh hồ nhân tạo lớn này sẽ thiết lập một khu triển lãm, vận động trường thể thao, những câu lạc bộ thể dục và bơi lội cùng các cơ quan hành chính của tỉnh Gia Định. Một hệ thống thoát nước dựa vào chính dòng chảy tự nhiên bằng một hệ thống kinh mương nối nhau chảy thoát ra sông. Dự án chưa được thực hiện vì chiến tranh. Trong thời Việt Nam Cộng Hòa, nhóm kiến trúc sư do ông Lê Văn Lắm lãnh đạo gồm quý ông như kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, Trần Lê Quang, v.v. đã công bố dự án thiết kế thủ đô Sài Gòn. Dự án nghiên cứu rất chi tiết từ lịch sử, địa lý đến điều kiện xã hội học, quy hoạch, thiết kế công trình đến kế hoạch trụ liệu tài chính. Theo dự án này, thành phố chỉ nên phát triển và mở rộng trên vùng đất cao theo trục xa lộ Biên Hòa, hướng về phía Bắc và Đông Bắc, Thuận An, Biên Hòa và Tây Bắc,
Củ Chi, thiết lập một đô thị Sài Gòn mới song hành với Sài Gòn cũ. Các cơ sở kỹ nghệ và đại học phải dời ra khỏi Sài Gòn cũ để dân chúng tự động đến định cư ở thành phố mới. Dự án còn khuyến cáo là bất luận trong trường hợp nào, thành phố cũng không được phát triển kỹ nghệ và đô thị hóa về hướng Nam và Đông Nam thành phố như Nhà Bè, Cần Giờ và Bình Chánh, vì đó là khu vực trũng, sử dụng như hồ nước điều thủy khi có mưa to. Nếu có xây cất thì chỉ cho phép nhà thấp tầng, nhà vườn và duy trì hình thái nông nghiệp sinh thái, không được bê tông hóa toàn bộ bề mặt để cho nước ngấm. Thưa quý vị, như vậy là cái khu Phú Mỹ Hưng đã phạm vào cái điều cấm kỵ này. Thưa quý vị, theo như sự trình bày của tiến sĩ Trần Đan Hồng, thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 đã có kế hoạch giãn dân để Sài Gòn không đi vào cái tình trạng mà có quá nhiều người sinh sống như ngày hôm nay, bằng cách là thiết lập một đô thị Sài Gòn mới song hành với Sài Gòn cũ, gồm có các cơ sở kỹ nghệ và đại học, thì thu hút được người dân đi về cái thành phố mới đó. Trở lại với Phú Mỹ Hưng, ngoài cái việc đó là lý do khiến cho Sài Gòn bị ngập lụt mỗi lần trời mưa, thì người sống ở trong khu Phú Mỹ Hưng còn gặp một cái vấn đề khác. Cư dân tại Phú Mỹ Hưng nói họ chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi thối bất thường. Các hộ dân Phú Mỹ Hưng đã lập ra một nhóm trên mạng xã hội có tên Sự Thật Mùi Hôi Thối ở Phú Mỹ Hưng. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá, chuyên gia về độc học môi trường, nói với BBC tiếng Việt, nguồn phát sinh đã xác định được là từ bãi rác Đa Phước, không có lý do gì để chối cãi cả. Cuối tháng 6 năm 2018, người dân cho biết, những ngày gần đây, mùi hôi theo những cơn gió xộc vào nhà các hộ dân thuộc khu đô thị Nam Sài Gòn, khiến nhiều người tại khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7 phải đóng cửa nhà cả ngày. Mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa vào khu đô thị Nam Sài Gòn trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như sức khỏe cư dân khu vực này. Thưa quý vị, Nguyễn Trí Phượng vào trong cái Facebook có tên là Sự Thật Mùi Hôi Thối ở Phú Mỹ Hưng thì thấy rằng cho tới bây giờ đồng bào cũng vẫn còn đang than oán vì cái mùi hôi thối đó. Một vị nói, rất rất buồn bạn à, họ thích bàn những chuyện đau to bú lớn, còn thối ngập và kẹt xe thì cả thập kỷ chẳng thấy chuyển động đáng kể. Một người khác nói, bởi đơn khiếu nại của chúng ta chỉ tới những lãnh đạo bị điếc mũi. Một người khác lại nói, 4 năm rồi không bán nhà đi, xui là xưa đi mua nhà vào cuối năm khu Nam không bị, tháng 6 mới bị mùi, cuối năm rồi tìm đường bán nhà thôi. Theo một vị khác thì mỗi năm chỉ có 6 tháng là bị mùi thối, chứ không phải là bị thối quanh năm thưa quý vị. Đến tháng 11 mới mở cửa nhé, và ta lại tự hào là khu vực đáng sống, mỗi năm có 6 tháng hít rác và 6 tháng tự hào. Một điều bất tiện nữa mà người dân Phú Mỹ Hưng phải đương đầu là nạn kẹt xe. Thưa quý vị, trên website Zing News có nói sở hữu chung cư xịn ở Phú Mỹ Hưng sống chung với kẹt xe triền miên. Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển dự án Midtown với nhiều tiện ích. Tuy nhiên, hệ thống giao thông xung quanh vẫn là nỗi buồn của những người sống tại khu dân cư này. Thưa quý vị, Nguyễn Trí Phượng đọc nguyên văn trên Zing News, chứ không có thói quen gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Để vào trung tâm thành phố, cư dân Phú Mỹ Hưng chỉ có hai lựa chọn, đó là đi đường Nguyễn Văn Linh, qua Huỳnh Tấn Phát đến cầu Tân Thuận, đi tiếp qua đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 để đến quận 1. Thứ hai là đi đường Nguyễn Văn Linh, rẽ ra Nguyễn Hữu Thọ, qua cầu Kinh Tẻ để đến quận 4 rồi quận 1.
Quãng đường qua cầu Tân Thuận chỉ kéo dài 7 km, nhưng người tham gia giao thông có thể sẽ phải đi mất cả tiếng đồng hồ khi đoạn giao giữa Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát luôn trong tình trạng dày đặc xe cộ, đặc biệt là xe tải cỡ lớn thường xuyên lưu thông. Phía đường Huỳnh Tấn Phát cũng luôn đông đúc các phương tiện tham gia giao thông. Chỉ cần một va chạm nhỏ cũng khiến con đường ùn ứ. Qua khỏi con đường này, đường Nguyễn Tất Thành cũng luôn trong tình trạng ùn tắc hàng ngày. Con đường Nguyễn Tất Thành dài 2,5 km, nhưng có khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới vượt qua được. Với thời tiết nóng nực và khói bụi từ xe cộ, di chuyển qua con đường này thực sự là nỗi ám ảnh của bất cứ ai. Trong khi đó, đường Nguyễn Hữu Thọ gánh tới 40 dự án cao ốc với mật độ dân số dày đặc. Trong giờ cao điểm, con đường này luôn rơi vào tình trạng dày đặc xe cộ, tắc nghẽn triền miên. Cầu Kinh Tẻ trở thành một điểm đen về nạn kẹt xe tại thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Đoạn đường qua cầu Kinh Tẻ chỉ dài 700 mét, nhưng cư dân phải mất tới 20-30 phút di chuyển. Ngày cao điểm có khi lên tới cả tiếng đồng hồ. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của cư dân quận 7 mỗi ngày khi đi làm, vượt qua cầu Kinh Tẻ. Quý vị vừa nghe Nguyễn Thúy Phượng trình bày những mặt trái của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thúy Phượng. Đồng thời cũng mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thúy Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh. Xin kính chào.